Theo đó, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 57 hồ sơ, trong đó có 44 hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và 13 hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thông qua xét duyệt, có 38 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp nhà nước, 12 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh theo luật thi đua khen thưởng năm 2022. Căn cứ vào danh sách trên, các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã cho ý kiến và bỏ phiếu thông qua danh sách các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2024.